nó có thể chết người, cái gì giật đó thì nó nguy hiểm lắm. Còn cái này thì mình làm thủ công, có thể mình bắt được con chuột sống. Nhiều khi mình đi này kia đi vô trong ruộng rồi mình gài đó, nó an toàn cho nông dân. Khi thí dụ như thiệt á thì nhiều khi đi vô rồi sợ lắm. Nhiều khi mình sợ là cái dạng một là người ta đi qua này người ta đạp cho điện, giật chết người có. Nhiều nhiều khi là ảnh hưởng đầy đủ chứ á. Một ngày khoảng chừng thiếu thủ chừng 200 ngoài. Dạ. Đi khắp nơi như là có số người lấy cuộc sống gì có lãnh đi Sài Gòn. Rồi nếu mà lột mần dọn số thì cũng gửi cho Bình Dương vô thùng những vài chục ký của ban hàng trên kia nó bán. Một ngày thấy mình thu được 10 ký đến 12 ký lượng chuột mình đã bắt được á. Cảm giác ngày nào đi làm được thì nó vui vẻ, nó mừng phấn đấu lắm. Còn là không được á, như nó bức dứt người nó buồn á, như mình đi dứt người quen. Nó không có nhiều mà đều nó cũng đủ chung chung vô đó.